Đấy. Đây con xe tải. Anh đánh tiện lên đi, anh đánh tiến lên một tí, em đã bảo anh đố gọn vào rồi. Đây là chiếc, hoặc là anh đánh ra đường này luôn này. Đây là chiếc đổi tay ga và có hai đèn bi LED. Chú thấy đèn sáng chưa? Đấy, chú cứ phải lăn tăn đèn sáng với cả không sáng làm gì. Khi nhà con quảng cáo đấy là nhà con bảo thế luôn. Đây tay ga là chuyển từ phải qua trái cho chú. Đấy. Xe này thì có nhiều, rất là nhiều cốp và rất là nhiều nhựa. Đấy. Và xe này được trang bị phanh đìa phía đằng trước. Chú chạy xe thấy êm không? Đấy. Thì nhà con cũng người thật việc thật. Nhà con quảng cáo như thế nào? Nhà con bán như thế à? Đây. Lốp là lốp 310. Phanh đìa hệ thống phía đằng trước. Đèn LED. Tôi chế đi nó lắc. Tôi thấy là hôm nay thằng đứa một là một anh lên cái nhà nó bảo nó có xe. Xe này chạy cầu V-Sai. Chống lật. Đấy. Đây là động cơ làm mát bằng quạt gió nha anh em nhá, chứ không được làm mát bằng dung dịch. Đấy, còn lốp sẽ là lốp 300-8. Động cơ đi đâu đó hình như động cơ 800W, 600W đấy. Đấy. Và chiếc xe này thì có 3 màu: đỏ, đen, xám, xanh, là 4 màu. Nhầm, sorry anh em. Chú đang chọn gói này, gói 5 bình là giá là 20.500.000. Đấy. 20.500.000 nha anh em nhá. Rồi. Rồi thì mình cũng phải cho xe lên cho chú. Đấy. Giờ thì cho chiếc xe này lên. Rồi. Dạ. Đầy đủ ạ. Đấy, như chú vào nhà con chú xem được phụ kiện các thứ. Đấy. Rồi. Thôi. Xong anh buộc chắc xe cho chú nhá. Rồi. Thế là hết nhiệm vụ. Bye bye anh em.